Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ mất cắp tài sản tại các khu đô thị, khu chung cư ở Hà Nội gây bức xúc dư luận. Sau khi vào cuộc điều tra xác minh, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng có hành vi phạm tội trên. Đáng nói nhiều người trong số này còn rất trẻ, chỉ từ 18 đến 20 tuổi. Đây là đối tượng Trần Minh Quân sinh năm 2004, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, bị công an huyện Gia Lâm bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Quân khai nhận đã cùng với Phạm Tuấn Minh, sinh năm 2004, Lê Vũ Duy Đông, sinh năm 2003 và Nguyễn Thị Lan Anh, sinh năm 2003, trú tại quận Hoàng Mai, thực hiện hành vi phạm tội. Quân dùng thẻ cư dân của một đối tượng sống ở trong tòa nhà thuộc khu đô thị Vinhome Ocean Park để xuống hầm tìm kiếm những chiếc xe có sơ hở nhằm thực hiện hành vi trộm cắp. Sau đó Quân chuyển xe ra ngoài cho các đối tượng chờ sẵn bên ngoài qua cầu thang máy nhằm tránh giám sát của an ninh tòa nhà ở khu vực tầng hầm. Chỉ trong vòng 4 ngày, nhóm này đã trộm cắp 6 xe đạp thể thao cao cấp và bán với giá chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng. Khi mà cháu lấy chiếc xe đạp đấy là cháu đi xuống hầm, xong bắt đầu cháu nhìn xung quanh xem có chiếc xe đạp đó không, xong rồi cháu đưa lên thang máy để mang ra ngoài tránh được sự phát hiện của bảo vệ và an ninh. Khi mang ra ngoài thì bảo vệ và an ninh không biết, cư dân thì nghĩ là đấy là xe đạp của cư dân nên là họ không hỏi. Mỗi lần cháu lấy được và cháu bán ở bên phố Võ Thị Sáu, nhờ cháu có ba anh chị em, bố mẹ cháu đi làm bình thường, mẹ cháu ở nhà bán hàng, bố cháu làm xe ôm. Theo cơ quan chức năng, nhiều khu chung cư chỉ lắp đặt camera tại vị trí thang máy, còn những khu vực khác lại chưa được lắp đặt, hoặc có lắp nhưng hư hỏng, chưa được thay thế kịp thời. Chính vì vậy, tình trạng trộm cắp tài sản tại các tòa nhà này đang ngày càng gia tăng. Từ khi thành lập cái khu Vin này, Vin Ocean Park này thì là các loại tội phạm thì xuất hiện và xảy ra rất là nhiều, là phức tạp. Các số đối tượng thì đã kết nối ở ngoài xã hội để mà tìm cách thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Cái quá trình mà khi mà phát hiện ban đầu thì các đối tượng cũng không thừa nhận. Đấy, để mà qua công tác đấu tranh cũng xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quận huyện thì tổ công tác cũng đấu tranh thì cuối cùng thì các đối tượng cũng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Thì đến hiện tại bây giờ thì là cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả 4 đối tượng liên quan trong vụ án này. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ nhân khẩu tại các khu chung cư, khu đô thị để kiểm soát chặt chẽ người ra vào, ngăn chặn tình trạng trộm cắp tái diễn.